Smart chia sẻ mẹo vặt, 11 cách mở nắp hũ thủy tinh bị vặn chặt nhanh chóng, dễ dàng. Dùng nước nóng, đổ nước nóng vào nắp hũ trong khoảng 30 giây. Nhiệt độ cao làm giãn nắp, giúp dễ mở hơn. Sử dụng dao hoặc thìa, đưa dao hoặc thìa vào khe giữa nắp và hũ, nhẹ nhàng bẩy lên để tạo áp lực không khí, giúp dễ mở. Dùng găng tay cao su, găng tay cao su giúp tăng ma sát, giúp dễ dàng mở nắp hơn. Dùng vải ướt, quấn một miếng vải ướt, quanh nắp hũ và vặn mở tăng ma sát và độ bám dùng đũa gõ nhẹ vào các cạnh của nắp bằng đũa giúp phá vỡ lực hút sử dụng dụng cụ mở nắp các dụng cụ mở nắp chuyên dụng giúp mở nắp nhanh chóng và dễ dàng dùng băng keo dán băng keo quanh nắp để lại một đầu dài để kéo kéo băng keo để mở nắp đập nhẹ vào đáy hũ đập nhẹ đáy hũ vào bề mặt cứng vài lần tạo áp lực giúp mở nắp dùng tay ướt làm ướt tay giúp tăng ma sát giúp dễ mở nắp hơn sử dụng tay vặn đa năng các tay vặn đa năng có thiết kế phù hợp với nhiều loại nắp hũ, giúp mở dễ dàng. Dùng bàn chải đánh răng, quấn một miếng vải hoặc găng tay quanh bàn chải đánh răng và dùng nó để vặn nắp, giúp tăng ma sát và độ bám. Những mẹo này sẽ giúp bạn dễ dàng mở nắp hũ thủy tinh bị vặn chặt mà không cần phải dùng quá nhiều sức lực.